Điều này ấy, 3 lạng rưỡi là hết. Mình phải bình luận, không có mọi người không biết mà vào mua phải thì khổ đây này. Mình định mua mà bánh của bạn bé quá. Bánh bé mà bán thế là đắt rồi. À, vâng, bánh nhỏ xinh, thích to, ra chợ mà mua rẻ à. Sao bán hàng mà thái độ lại mất lịch sự thế nhỉ? Mình đã mua của một bạn trên trang này, ăn dẻo, mút răng của bạn Hoa Ban ấy. Chết chưa? Thích to ra chợ phùng khoang mà mua chỉ 30.000 thôi. Cả nhà ăn ứ họng, tao bán bánh đặt chứ không phải hàng chợ. Chim cút ngay cho chị mày còn bán hàng. Ôi giời, láo, láo thật đấy thôi. Đã thế thì tao bóc phốt cho mày biết thế nào là lễ độ. Vừa rồi có cái vụ gì mà lùm xùm ở trên Facebook ok thế? Ôi giời, có cái con ranh ấy, nó xúc phạm em. Bánh của nó bé, em bảo là nó bé, thế mà nó lại có thái độ chứ lị. Nó thái độ là phải rồi. Ai ngờ lại đi vào cái trang bán hàng của nó, thế xong lại bình phẩm bánh của nó thế nọ thế kia, so sánh bánh này với bánh khác, xong đã thế lại còn gọi tên cả người bán bánh khác ở trên tường nhà nó. Ô, thế mà thái độ là phải, còn cái gì? Chị buồn cười thật đấy, mình là thượng đế cơ mà, mình có quyền nhận xét chứ. Ôi trời ơi, thế cơ mà đã mua cái bánh nào của nó đâu mà lại bóc phốt nó thế. Trời ơi. Cô sang chơi ạ? Ờ cháu. Ôi mẹ, con vừa đọc bài ở trên trang chợ đặc sản. Tại sao mẹ vào tường nhà người ta rồi mẹ bóc phốt người ta như thế? Mẹ xóa bài đi hộ con nhờ cái. Ô hay, tại sao mẹ lại phải xóa nhỉ? Ừ, có thế nào là mẹ nói thế chứ? Ở đây ý, người ta có buôn bán lừa đảo hay cái gì đấy thì con chưa biết. Nhưng vấn đề là mẹ sai trước. Không xóa, mẹ muốn cho tất cả mọi người biết là họ bán hàng như thế là không đứng đắn, là không nghiêm túc, là họ lừa đảo rồi. Chờ tí, tôi ra đây. Mọi người tìm nhà ai ạ? Chúng tôi tìm nhà bà Châu. Có việc gì đấy ạ? Bà ấy lên mạng, bà ấy nói xấu cửa hàng nhà chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đến đây để nói cho bà ấy biết là chúng tôi làm ăn nghiêm chỉnh nhá. Không biết nhà bà ấy ở đâu thì gọi bà ra đây đi. Cho tôi lại. Mẹ ơi! Mẹ! Con điên này, nó cho đầu gấu đến thắt cơ chứ lị. Bọn trẻ bây giờ kinh quá cơ, ghê gớm thật. Làm nào nào, không mở ra thì mất mặt, mở ra thì anh hùng đấy. Nhưng mà nếu nó xiên cho một phát thì thiệt thân. Chồng con cũng nhiều, giờ này đi được nào hết cơ chứ lị. Con bảo mẹ xóa thì không xóa, bây giờ họ kéo lên tận nhà này. Mẹ ra mà giải quyết. Mẹ biết rồi. Mẹ biết mẹ sai rồi. Con làm thế nào giúp mẹ đi. Thế mẹ nhớ lại, mẹ xóa bài luôn và từ giờ không như thế nữa nhá. Được rồi, mẹ nhớ rồi. Mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ xóa ngay. Con ra, con làm nào cho bọn nó đi. Vâng.